Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu tiếp theo ở trong xê đấu thứ ba. Trận thi đấu được xem như là chung kết của anh Linda ở trong C2. Vâng, xin lỗi bạn, C2 mới là chính xác. Hồng Anh là người cầm Hitty, còn anh Linda là người cầm Pho. Lại là tuyển, có rất nhiều cùng tuyển trong ngày thi đấu hôm nay, có rất nhiều. Vâng, trong một ngày mà gió mùa đông bắc tăng cường tràn về thì Hồng Anh đang làm tê cóng toàn bộ các huyền thoại từ anh Linda cho tới vâng Gunny, và đối thủ tiếp theo thì tôi vẫn chưa biết là ai, nhưng hiện tại thì vâng từ Linda và Gunny đều đang là x0 về C. Vâng, bãi quả phụ đàn hiêu rừng thông, một đàn hiêu to hơi sát mép tường một chút ở con hiêu cuối cùng. Rồi, như vậy là rất cố gắng ở con hiêu vừa rồi, vẫn ra ngoài như thường. Thêm một đôi voi, nhưng rừng đang là hơi ít. Một đàn hiêu 7 con rất to, một bầy hiêu có thể nói là vâng được đưa về nhà chính đến thời điểm này có thể nói là rất gọn và đẹp rồi. Vâng, ngày hôm nay tôi mới nhìn thấy có một trận duy nhất Hồng Anh được cầm Katha, còn chưa ai cầm Katha trong trận thi đấu này, à trong ngày hôm nay. Greg cũng rất ít và Choi Son dường như là cũng chưa có. Ngày hôm nay thì toàn tuyển. Vâng, chém chém xuất hiện thì toàn chém pơ, chém pan. Rất nhiều quân tuyển ngày hôm nay. Một khi vâng Hồng Anh lại được cầm rất nhiều cung tuyển nữa. Một khi Hồng Anh đã cầm cung tuyển rồi thì vâng rất nhiều tố chất của em được thể hiện. Những pha điều ở đẳng cấp rất cao đến từ game thủ Hồng Anh liên tiếp được em thi triển. Và vẫn đang x0 về C dành cho game thủ Hồng Anh trong buổi giao hữu ngày hôm nay. Rồi, nằm xuống rồi. Bãi quả phụ chỉ có 5 cây, nhưng với đồ ăn như thế này thì bãi quả phụ 5 cũng sẽ vâng giúp cho game thủ Hồng Anh lên được đời thôi. Không phải là một bài quá khó. Chúng ta hãy cùng chờ xem bài này 25 nông dân kích ở bao nhiêu. Ui, rất may không bài thực. Vâng, 25 nông dân 749. Chính xác là 26-1. Trừ đi 20 nông dân. À, trừ đi 20 giây. Không, như vậy là 26 nông dân chứ không phải là 25. Vâng, BB và VM đang được thiết kế, gấp rút thiết kế chứ không phải là đang được nữa, đang gấp rút được thiết kế. BL. Vâng, kích chặt gỗ và sau đó thì đánh chém. Hitty kích chặt gỗ và đánh chém.
liệu rằng có một pha trả lại hỗn mã trước anh Linda trong trận thi đấu trước. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, 2L bắt đầu bo bế. Vâng, giải rất nhiều bé. Đây rồi, như vậy là anh Linda cũng đã tới rồi. Cả hai người cùng đánh chém với nhau bài này thôi. Vâng, hit full cùng đánh chém với nhau. Một ca rất hay. Ca rất ít khi gặp. Ông anh quyết định sòng phẳng luôn với anh Linda từ này, không hề xoắn. Phô chém được thì hit cũng sẽ chém được thôi. Vâng, a à. Vẫn chưa gặp nhà anh Linda ở đâu. Chúng ta cùng chờ xem 3 giờ hay 6 giờ hay là hướng sang phía bên kia bản đồ. Đây rồi, rất đông những con lạc đà đến từ anh Linda. Anh Linda là một pha chém thủ tương đối căng. Vâng, như vậy là đen nhà chính, sau đó thì bung vào phía trong này, vừa có thể ăn gỗ sóc dân và vừa có thể đóng ruộng thêm. Rồi, chốt một BE. Sau đó thì chuẩn bị có bánh xe. Nhưng anh Linda là người đang vắt cực kỳ đều những con lạc đà đến từ Indonesia. Ô, liệu có phải là một quyết định hợp lý? Chúng ta cùng chờ xem. Rất nhiều. Chưa bánh xe. Một pha hơi lác. Một pha hơi lác đến từ vâng, con lạc đà. Bây giờ thì cắm một đi rồi. Chặt gỗ 2. Đây, người ta gọi là hành củ tỏi. Rất đông những con lạc đà đến từ nguyên thủ Linda. Rất đông. Không biết là đá lộ hay chưa. Không 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 không. Không thích một chút nào. Vâng, y bắt đầu chảy vào nhà của anh Linda. Và anh Linda dường như cũng là người có bánh xe. Vâng, giáp 2 thôi, chỉ là giáp 2 thôi. Ồ. Vâng, 3 y công và 4 y thủ. Vâng, anh Linda có lẽ là đang hơi bất ngờ. Đang hơi bất ngờ trước bài này. Một pha đánh vâng bắt bài và đánh cực kỳ có thể nói là tinh quái đến từ game thủ ngoài. Cực kỳ tinh quái. Vâng, cắm bay vào phía sau nhà của anh Linda. Và anh Linda là bài cố tình vắt trâu những con lạc đà để chơi lại game thủ Hồng Anh. Thì ngay lập tức Hồng Anh đã có bay ở phía sau. Vậy quá tinh quái, và bây giờ thì Hồng Anh cũng có một y thủ ở nhà rồi. Vâng, phản công bây giờ cũng đã là hơi muộn đến từ anh Linda trong bài này. Một bài mà game thủ Hồng Anh đã đánh quá chuẩn bài. Bây giờ thì những con cung lẻ tẻ này liệu có giúp cho anh Linda thủ được nhà hay không?
cắm ma phía trong. Bây giờ thì sau cung R có lẽ là anh Linda sẽ gặp siêu siêu nhiều khó khăn. Đánh quá tinh quái đến từ game thủ của anh. Thực sự là rất hay. Vâng, cái này không phải là không tôn trọng anh Linda, mà đây là một cách đánh mà game thủ Hồng Anh đã làm cho anh Linda cảm thấy bất ngờ. Và bây giờ thì anh Linda vâng đang toát mồ hôi ra mà đỡ. Bây giờ thì Hồng Anh cũng có những con cùng lời hết tì. Hồng Anh đánh quá hay. Và như tôi nói như thời điểm ban đầu, những trận đánh bay và đánh hay của Hồng Anh tính đến thời điểm này có phần công không nhỏ đến từ các bạn. Những em coin của các bạn chuyển thẳng trực tiếp vào tài khoản của game thủ Hồng Anh, làm cho vâng game thủ Hồng Anh có phần bay bổng lơ lửng ở trên cao mà chưa có vâng một dấu hiệu là muốn hạ xuống. Cực kỳ hay. Vâng, tham lai 51/80. Tham lai lúc này đến từ game thủ Hồng Anh. Bây giờ thì những con cung R bắt đầu đẩy ra phía ngoài. Đây là cung R Hitty. Rất tuyệt vời. Ông Anh đang thể hiện phong độ có thể nói là chói sáng và tuyệt vời. Vâng, sau khi bây giờ ăn cột cánh rừng đầu tiên, bắt đầu bung ra ngoài và xong những con cung R. Sức mạnh của những con lạc đà đã bị giảm đi rất nhiều bởi những con đi với số lượng đông đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, thiếu một gỗ nữa để nâng cái chặt gỗ 2. Hồng Anh tiên liệu rằng sẽ có một pha phản công đến từ game thủ Linda và quyết định kéo với số lượng y đông đi về nhà. Có phải lên một cái chiêng đồng hay không khi mà số lượng những con cung R nó bắt đầu tăng dần theo thời gian. Tham bắt đầu đè dần dành cho đối thủ của ông anh. Linda đang vâng ngập, vẫn đang ngập, vẫn chưa hết ngập. Trước những pha bất thình lình giật mình, những pha xoay quần, những pha có những tên có thể nói là không giống ai đến từ đối thủ của ông anh nhưng rất hiệu quả. Vẫn đang rất dẻo. Vâng, vẩy e trước để lấy vâng đường đi. Nhưng đây là một turn mà anh Linda vâng chuẩn hơn. Tỏ ra là người tinh tế hơn trong những pha vẩy e. Hồng Anh vừa bắt một turn quân là tương đối to. Tham lai. Vâng, quá nhanh. Tham lai của Hồng Anh đang tăng dần đến theo thời gian. 67/88 là tham lai lúc này đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, anh Linda lại muốn lên một tên nữa. Nhưng cái hốc này của game thủ Hồng Anh là một cái hốc kín. Chỉ có khai thác là những bãi gỗ đến từ game thủ Hồng Anh thì Hồng Anh mới vâng bị giảm đi sức mạnh. Còn lại cái hốc vừa rồi thì kể cả các khai thác vào đi chăng nữa thì trước sau thì cũng bị bắt quần. Anh Linda là người kinh nghiệm. Bãi gỗ là sắp hết, đúng là như vậy. Tôi đang định nói anh Linda là người kinh nghiệm. Anh biết rằng bãi gỗ sắp hết và Hồng Anh đã bung ra phía ngoài và phát triển ở đâu đó. Vì vậy anh quyết định đi quản ở phía ngoài. Đó là một quyết định hết sức chính xác đến từ anh Linda. Vâng, quản là rất hay đến từ anh Linda.
Bây giờ thế trận lại đưa được về thế cân hơn một chút so với vâng vị trí lúc đầu. Vẫn đang còn khá nhiều ruộng đến từ anh Linda, chào ngoài xin lỗi bạn đến từ game thủ của anh trong tuần này. Vâng, tham đè khoảng hơn 6-4 một chút dành cho game thủ của anh rồi. Nhưng anh Linda vẫn đang rất quyết tâm. Đơn giản vì đây là trận chung kết của anh ở trong xe đấu thứ hai. Vâng, Hồng Anh rất cẩn thận. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình là Hồng Anh cực kỳ cẩn thận. Rồi, đóng ca. Số lượng những con cung R đến từ anh Lina bắt đầu tăng dần lên theo thời gian. Nhưng với chừng này thì game thủ Hồng Anh vẫn có thể thủ được. Vàng của game thủ Hồng Anh đã đủ để kích 4 rồi. Nhưng vẫn phải có những tên vâng ăn vàng thêm để sau khi nhảy 4 để có lực và xong quân. Vâng, tham lai 98 trên 116 dành cho game thủ Hồng Anh. Bây giờ thì anh Đạt muốn lên một tên. Biết chắc rằng game thủ Hồng Anh sẽ là người vâng âm thầm. Vâng, âm thầm tích đồ. Và bây giờ thì anh Linda phải quyết tâm lên một tên. Một tên đóng cửa tiếp tục đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, anh Linda vào trong lại phải đi ra ngoài. Một tên mà anh Linda cũng ăn được khá nhiều dân đến từ game thủ của anh. Nhưng đây là một tên mà anh Linda sẽ gặp khó nếu anh Linda không chạy. Và cuối cùng thì vâng, quân địch chết 3, quân ta chết 7 trong tình huống vừa rồi thôi. Một tên chết khá nhiều dân đến từ game thủ của anh. Nhưng đồ đạc bây giờ đang tích được khá khá rồi. Rồi, tiếp tục ổn định lại những cơ sở của mình. Anh Đạt vừa có một tên phản công là tương đối hay. Mất tay, mất lực đến từ game thủ của anh trong tình huống vừa rồi là khá nhiều. Vẫn biết rằng tham lai bây giờ đang là to. Vâng, tham lai đi xuống một chút dành cho anh Linda trong tình huống vừa rồi. Nhưng đây là một tên mà game thủ Hồng Anh đã chuẩn bị kích 4 rồi. Anh Linda bây giờ có lẽ là tham lai khoảng 5 xích. Rồi, kích rồi. Cày thêm ruộng hay không? Chúng ta cùng chờ xem tên này có cày thêm ruộng hay không. Rồi, cày thêm ruộng và cuốc thêm vàng. Đơn giản thôi, xong những con hot có bắn trận có lửa thì trận đấu sẽ được giải quyết thôi. Bây giờ đánh thủ toàn tập, sau đó thì lên 4 xong rồi đẩy sau. Sẽ đua nhau phát triển với phô. Thực sự thì hit đua với phô thì hit đuối hơn một chút. Nhưng về cơ bản thì sau khi lên 4 xong thì hit cũng chả ngại gì phô. Đứng quân để chuẩn bị bắt quân, đứng quân ở phía bên này.
Không biết đã nâng cấp Đào Vàng hay chưa. Cũng chưa lên đầu máu. Chưa có đầu máu. Không biết là Đào Vàng lên chưa. Rồi đã lên 4 xong rồi. Thực đang là hơi ít để sau gót. Nhưng về cơ bản như thế này là ổn rồi. Vâng, anh Linda muốn lên tất tay tuần này. Tôi nghĩ rằng là như vậy thôi. Rồi, turn hot đầu tiên. Và anh Linda đi xa rồi. 3-1 ở trong xe đấu thứ hai. Chúng ta hãy cùng chờ xem có xe đấu thứ ba hay không. Anh Linda rất cố gắng. Nhưng Hồng Anh là người trẻ hơn, nhiều tay hơn. Và đã giành được chiến thắng ở trong xe đấu thứ hai. 2-0 về xe dành cho Hồng Anh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem có xe đấu thứ ba hay không.